cái dạng trò chơi mà đua xe nè, rồi điều khiển xe mô phỏng vẫn đang là một cái gì đó đang rất là hot hiện nay ha. Thì bên cạnh cái việc mà chúng ta điều khiển cái những cái xe bằng bàn phím hay là bằng tay cầm controller, thì lại có thêm một cái giải pháp khác, nó thực tế hơn, nó mang lại nhiều cảm xúc hơn. Thì đây, bên cạnh mình đây chính là một cái hệ thống đó. Đây được gọi là hệ thống GOG-R808 ha. Một bộ tích hợp bao gồm cả vô lăng, bao gồm cả pedal và bao gồm cả cái cần số như vậy. Tất cả những thứ này cộng lại thì với một mức giá khoảng 3 triệu đồng thì mình thấy đây là một mức giá nó khá là tốt dành cho những bạn nào mà mới lần đầu muốn trải nghiệm cái cảm giác gọi là đua xe hoặc là điều khiển xe bằng vô lăng thứ thiệt ha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đi sơ qua về những thứ các bạn sẽ có khi mua cái bộ GOG-R808 này và cũng như là những cách sử dụng cơ bản ha. Rồi, bắt đầu video thôi. Rồi, cái đầu tiên mà muốn nói chính là cái thương hiệu GOG. Thì thực sự mà nói, đây là một cái thương hiệu đã làm rất là nhiều những cái mẫu linh kiện, phụ kiện về chuyên biệt cho cái dòng game gọi là đua xe hoặc là điều khiển xe mô phỏng rồi. Chỉ là tại thị trường Việt Nam á, do bị trùng thương hiệu cho nên chúng ta sẽ nghe cái tên của sản phẩm là GOG-R808 mà thôi. Nhưng nó đã có xuất hiện từ rất lâu rồi, các bạn có thể thấy là từ không chỉ ở Việt Nam mà bên nước ngoài cũng đã có rất là nhiều youtuber nói về những cái dòng vô lăng của thương hiệu này rồi ha. Thì về cơ bản, khi mà các bạn mua cái bộ này sẽ có hai phiên bản chính. Một là phiên bản làm từ nhựa và thứ hai là phiên bản làm từ kim loại. Thì cái phiên bản 808 mà mình đang có ở đây là phiên bản làm từ kim loại. Thì nó khác nhau như thế nào? Đây, đầu tiên mình sẽ cho các bạn coi luôn. Đây đầu tiên chính là cái phần bàn đạp bên dưới hay còn gọi là cái pedal á. Thì phiên bản kim loại mắc hơn, giá 3 triệu thì chúng ta sẽ có ba cái chân đạp được nặng liền nhau luôn. Và cái phần này được làm bằng kim loại, nó khá là chắc chắn và nó mang lại cảm giác gọi là ổn hơn trong quá trình chúng ta chơi. Tiếp theo sau đó chính là cái bộ phận quan trọng nhất trong cái bộ GOG-R808 này, đó chính là cái phần main đây và bao gồm cái phần vô lăng ha. Cái điểm mà mình thích nhất ở trên cái dòng này đó chính là tuy cái mức giá 3 triệu mà đối với những cái món đồ chơi như vậy á thì nó phải nói là rẻ các bạn. Nếu như các bạn mà có search trên những cái trang web mà chuyên bán những cái món đồ chơi chuyên cho việc đua xe á, thì thấy cái mức giá 5 triệu có, 10 triệu có, thậm chí là 20 triệu cũng có ha. Thì với mức giá 3 triệu mà GOG-R808 lại khá là nhiều những đồ chơi vậy thì mình thấy nó rất ok. Cái phần main như vậy, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Rồi, cái điểm đầu tiên mà mình thích nhất ở cái phần main này đó chính là cái phần vô lăng có thể tháo rời được. Cái điểm cộng của cái việc là vô lăng có thể tháo rời được đó chính là khi các bạn chơi một thời gian, các bạn thấy cái vô lăng này nó nhỏ quá hoặc là nó bị thiếu những cái tính năng cho cái tựa game của các bạn, thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng một cái vô lăng khác nó xịn hơn. Đó, và cái bộ main này nó vẫn giữ nguyên. Đó đúng không? Cho cái bộ main base này nó vẫn giữ nguyên, các bạn không cần thiết phải thay toàn bộ mà chỉ cần thay cái vô lăng mà thôi. Thì đây cũng là một cái điểm cộng ở trên cái mẫu 808 này. Ngoài ra khi các bạn mà nhìn trên cái vô lăng này á, thì cái độ hoàn thiện của cái mẫu vô lăng này mình đánh giá nó khá là cao. Tuy là nó vẫn được làm từ nhựa và có một chút phần cao su ở đây, nhưng mà được cái độ hoàn thiện từ trên xuống dưới của nó mình đánh giá nó ổn, nó không hề có những cái chi tiết thừa quá là nhiều. Và đặc biệt do cái vô lăng này được thiết kế ra để phù hợp với hầu hết tất cả các tựa game đua xe phổ biến hiện nay, cho nên các bạn thấy là trên cái bề mặt vô lăng sẽ có nhiều nút, chẳng hạn như nút XIAB rồi những cái nút setting này nọ các kiểu, thì nó sẽ dành cho những tựa game khác nhau. Và nó không chỉ là dành cho các bạn khi mà các bạn chỉ chơi trên PC không, mà các bạn hoàn toàn có thể kết nối với những thiết bị di động khác, chẳng hạn như là Android cũng được, hoặc là kết nối với những máy chơi game chẳng hạn như là PS5 hoặc là Nintendo Switch thì cũng ok la hết. Và cũng nói tại cái phần base này, mình cũng sẽ mở ra cho các bạn coi luôn. Đấy, đây chính là cái điểm cộng tiếp theo mình thấy trên nó, có nghĩa là khi đối với những bạn mà thuộc loại gọi là chơi mới tập chơi như mình đi, beginner, thì không phải là các bạn lúc nào cũng sẽ có một cái khoảng không gian nó quá rộng rãi trong nhà để có thể đặt được những cái bộ setup nó to lớn, nó đầy đủ tiện nghi này nọ các kiểu. Thì cái bộ 808 này có một cái chân khớp ở dưới đây, cho nên các bạn có thể gắn ngay trực tiếp ở trên cái cạnh bàn của mình luôn, chứ không phải là một bộ phận tách biệt và cần một cái không gian lớn hơn cho các bạn đặt cái vô lăng lên ha. Cho nên ví dụ như cái bàn này của mình để ở đây, một cái bàn nó khá là nhỏ thôi, và các bạn chỉ cần đặt đúng một cái khớp để có thể cố định vào cái bàn, sau đó các bạn chỉ cần xoay hai con ốc ở phía trên là có thể cố định được rồi và có thể thoải mái chơi ngay sau đó mà không cần phải set up quá là nhiều. Đó, như bạn thấy không, khi mà mình vặn lại như vậy xong thì nó hoàn toàn cố định và các bạn có thể dễ dàng điều khiển ngay lập tức.
Đó, đây chính là cái điểm hay ở trên cái vô lăng này. Và không chỉ là ở vô lăng mà cái hộp số bên cạnh cũng có luôn chức năng đó các bạn. Có một cái khớp ở đây các bạn chỉ cần đặt vô và sẵn vặn ốc là có thể cố định nữa trên bàn. Và sẵn nói về cái phần hộp số này thì đây cũng chính là một cái điểm cộng trên mẫu 808. Bởi vì đối với mình có nghiên cứu trên mạng á, thì đối với những cái mẫu mà vô lăng giá rẻ đi, các bạn thấy trên Shopee á, thì nó chỉ có phần này thôi là nó hết rồi. Nhưng mà đối với mẫu 808 thì chúng ta có một cái hộp số 7 cấp ở đây, 6 cấp và một số tiếng, cho nên là sẽ giúp cho các bạn không chỉ là chơi tốt những tựa game đua xe mà là những tựa game liên quan tới mô phỏng lái thật á. Chẳng hạn như trên màn hình của mình đây, các bạn thấy đây chính là trò chơi lái xe tải rất là quen thuộc với người Việt Nam ta. Đó, các bạn thấy rất nhiều những streamer trên mạng đã chơi những tựa game này rồi. Thì khi mà chúng ta có một cái hệ thống đầy đủ bao gồm vô lăng, bao gồm bàn đạp pedal ở dưới và bao gồm cái hộp số thì mới mang lại một cái trải nghiệm như là lái xe thật ở ngoài đời. Thì đây khi mà kết hợp lại thì mình thấy đây là một có ưu điểm trên mẫu 808. Đó là về mặt phần cứng ha. Còn bây giờ về mặt phần mềm thì sao? Thì các bạn thấy không? Khi mà mình kết nối cái phần main này với cái PC của mình thì chỉ thông qua một cái cổng USB-A duy nhất mà thôi, không có quá là phức tạp gì hết. Các bạn chỉ cần cắm USB-A từ cái phần main này vào chiếc máy tính của các bạn, sau đó các bạn kết nối cái phần bàn đạp và phần hộp số vào ngay cái phần main là sau, và cài đặt cái driver mà nhà sản xuất đưa sẵn. Khi mà các bạn mua về, các bạn có một cái đường link, các bạn tải về, các bạn cài một phát là có thể nhận ngay. Và sau đó các bạn sẽ vào từng tựa game để các bạn set up dành cho những tựa game riêng biệt ha. Nhưng mà ở đây lại có một cái nhược điểm mà mình cần phải lưu ý các bạn, đó chính là không chỉ riêng cái mẫu 808 này mà những cái mẫu mà vô lăng giả lập khác giá rẻ đi ha, thì khi mỗi lần các bạn tắt máy và các bạn khởi động lại thì cái việc đầu tiên các bạn cần làm đó là rút cái USB-A ra và gắn lại, sau đó thiết lập lại thì mới có thể chơi mượt mà được. Thì mình thấy đây cũng là một cái khá là bất tiện, chứ mỗi lần mà muốn chơi thì phải setup lại khoảng chừng 5-10 phút gì đó. Thì hy vọng là ở những cái phiên bản tiếp theo thì hãng sản xuất sẽ khắc phục được điều này, có một cái bộ nhớ đệm sẵn cho cái phần vô lăng này, mở lên là có thể chiến ngon lành là ok la luôn. Rồi, vậy thì cái trải nghiệm của mình khi chơi những cái tựa game đua xe hoặc là lái xe giả lập thì nó như thế nào? Mình cũng nói luôn, mình là một người chơi dạng cơ bản mà thôi. Trước giờ mình toàn chơi bằng controller không à, chứ chưa hề đụng qua những cái này. Hoặc là vô siêu thị chơi những máy thùng á, thì nó thiết lập sẵn rồi. Còn riêng với cái mẫu này, mình chơi hai tựa game chính. Cái đầu tiên là tựa game đua xe là tựa game Dirt. Cái thứ hai là tựa game lái xe giả lập là lái xe tải ở đây. Thì cái mà mình cảm thấy khó khăn đầu tiên đó chính là cái phần thiết lập thôi. Nếu như mà bạn nào mà cũng như mình đi, beginner vô, thiết lập rất là nhiều thứ luôn. Chẳng hạn như là thiết lập cái độ mượt của cái phần vô lăng này, nó phải trùng khớp với cái màn hình ở trên đây. Sau đó thiết lập hộp số, rồi thiết lập bàn đạp pedal các kiểu. Nhưng mà mình nghĩ đây chỉ là một cái gọi là thói quen thôi. Các bạn làm một khoảng thời gian mà các bạn quen rồi thì những lần sau các bạn sẽ thiết lập nó nhanh hơn. Còn khi đã xong hết rồi thì khi mình chơi mình cảm thấy nó khá là tuyệt vời luôn, khác hẳn so với khi mà mình xài controller. Bởi vì controller là mình cầm ở đây và mình tưởng tượng giống như mình chơi, mình lắc gót lại bằng cái joystick thôi. Còn khi chơi trên đây là giống như mình đang đua xe thật sự luôn. Mình muốn nó quẹo trái, quẹo phải, muốn rip như các kiểu thì mình phải kết hợp với việc quay vô lăng và sau đó đè thắng và sau đó bứt tốc lên và sau đó chuyển cần số. Nó làm cho mình một cảm giác gọi là kích thích hơn trong quá trình mình chơi ha. Còn đối với cái tựa game mô phỏng lái xe đi thì mình nghĩ là nó chắc là nó sẽ không khớp 100% so với các bạn lái xe thực tế bên ngoài đâu, nhưng mà cũng giúp cho các bạn gọi là học những cái thao tác cơ bản, chẳng hạn như là phải đạp côn rồi vô số từ từ, chẳng hạn như từ số mo qua số 1 và số 2 3 4 5 6 để các bạn có thể chạy tốt được. Thì đây cũng là một cách cho các bạn training trước khi các bạn đi thi lái xe. Thì đây còn một cái điểm mình thấy khá hay trên mẫu 808 này. Một điểm cộng nữa mình thấy ở trên cái mẫu 808 này mà mình không nghĩ là những cái vô lăng giá rẻ nó có được, đó chính là cái phản hồi rung của nó. Khi các bạn chơi những tựa game có hỗ trợ nha, thì khi các bạn mà thắng gấp, các bạn rip xe hoặc các bạn đánh lái như vậy nè, một vòng như vậy, thì trên này nó sẽ rung. Giống như là cái việc các bạn chạy xe ở ngoài á, cái động cơ nó rung thì cái vô lăng của bạn nó rung theo. Thì mình đánh giá là cái độ rung trên con tay cầm này nó có và mình cảm thấy khá là thích nó. Do là mình chưa có trải nghiệm những cái mẫu mà vô lăng nó cao cấp hơn, chưa biết cái độ rung của nó như thế nào. Nhưng mà với một con vô lăng giá rẻ thì mình thấy rung vậy nó khá là ok.
Rồi, để tổng kết lại thì với 3 triệu đồng thì GoGR808 có đáng mua hay không? Thì theo ý kiến cá nhân riêng của mình thì mình thấy nó ok. Các bạn có một cái chất lượng build nó ổn, có phần bàn đạp làm từ kim loại. Cái phần vô lăng này có thể tháo rời, rất nhiều nút hỗ trợ và cảm giác xoay, cảm giác cầm nắm nó ok, nó không quá bị ọp ẹp hoặc là bị nhựa. Ngoài ra, cái việc mà có thêm một cái hộp số ở đây sẽ đặc biệt hữu ích cho những bạn nào mà muốn chơi những dòng game lái xe mô phỏng hoặc là học lái xe thì có thể áp dụng được ha. Và đó là tất cả những gì mình muốn nói về mẫu GoGR808. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới cái vô lăng này hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.